Xin chào mọi người. Nên mình mới nhận cái hộp này hoa lan này ở Yên Bái nha các bạn. Mình mua 5 chậu 5 loại khác nhau. Thì giá mỗi chậu là 20.000, 20.000 chậu là 5 chậu là 100. Thì phí vận chuyển 40 nữa là 140 nha. Thì ở trong này có một chậu, nếu mà người ta giao đúng á, người ta giao đúng như người ta quảng cáo thì sẽ có một chậu là 5 cánh trắng. Mình bóc ra xem. Nó sẽ có chậu 5 cánh trắng như này các bạn. Một chậu giả hạt Pháp, chậu 5 cánh trắng, chậu thiên cung gì đó nha. Nói chung là người ta đăng lên Facebook là bị vỡ nợ đó, nó đầu tư hoa lan đột biến bị vỡ nợ nên ta thanh lý vườn nha. Nói chung là đó rồi các bạn xem này, cái cách đóng gói bên trong đây. Ô, nó nước nụ quá trời các bạn, sắp sổ hoa luôn. Rồi các bạn thấy trong này, ô, toàn bộ là nước nụ hết rồi các bạn. Nè, ở trên Yên Bái xuống nha. Rồi vì sắp là sổ hoa luôn. Rồi có đột biến hay không là mình sẽ biết liền luôn nha. Đó. Rồi chúng ta sẽ cùng xem người ta đóng gói kiểu gì nha. Ô, con thần nó gãy nụ bạn. Đây bạn nhìn nè, đó, nó ra nụ nè. Mầm gốc đây chết rồi nha bạn. Quấn bằng keo quấn điện nè, ở trong hình như là rêu nước nha. Đó, mình sẽ tháo một cái ra xem thử như sao. Rồi đây các bạn, thực sự là choáng, lần đầu tiên thấy gốc lan mà bó bằng đất nữa bạn, đất đất thịt, đất đồi núi á. Rồi rêu trong này nữa, công nhận bựa ghê, Yên Bái chạm tấu nha các bạn. Đó các bạn thấy không, bó bằng đất nè, trồng nhà hàng bằng đất luôn, quá đỉnh. Rồi cái này mình bơi ra luôn ha, mình bơi ra mình trồng lại bằng bằng cái cây tổ quà sau. Trời ơi, trồng bằng đất luôn các bạn, thiệt tình luôn á, dễ sợ. Rồi hư một mầm gốc nha. Rồi rất là uổng luôn. Nhưng mà cái cây này nó sắp ra hoa rồi. Nhìn nó không giống giả hạt gì các bạn. Nhìn rất là lạ, nhìn cái thân rất là lạ luôn á. Rồi vài bữa nữa mình sẽ xem hoa nó như thế nào. Rồi mấy cục còn lại nó cũng vậy thôi. Này, ở đây đúng một cọng luôn. Không biết có trắng gì không nha, không biết có đột biến gì không mà sao cho đúng một cọng luôn. Đúng một gốc luôn. Đó. Rồi mình sẽ chờ nở hoa nha. Chúng ta sẽ chờ hoa, rồi mình sẽ úp lên cho các bạn xem. Mình sẽ cập nhật lên là một gốc, hai gốc nè, ba gốc nè. Đó, mấy cái cây này có một thân duy nhất rồi. Đó, người ta úp hình lên, người ta quảng cáo thì đẹp lắm, trồng trong mấy cái chậu, mấy cái chậu mà nhựa mà hay để ươm hồ điệp á, bằng rêu bụi to to lắm, mà gửi hàng à. Mấy cây nhìn đi hình nhau luôn các bạn. Đó, 5 loại khác nhau nha. Hawaii 5 cánh trắng, rồi hồng hồng gì đó. Đó, 5 loại khác nhau. Nhưng mà ở đây mình thấy cái cây này nhìn nó giống như kiểu không giống giả hạt các bạn. Nhìn nó không giống giả hạt, nhìn nó kỳ kỳ á. Rồi chờ xem, chờ xem có gì bất ngờ không. Rồi
Đó, tiếp theo mấy cây này. Rồi, việc đầu tiên là tháo bầu ra trước đã, tháo bầu tháo đất ra đã. À, rồi. Mấy cây này cũng đứt nụ hết rồi các bạn. Nhìn rất là giống dễ hạt rừng nha. À. Rồi chúng ta sẽ chờ xem. Đó. Kêu 20 ngàn chậu. À, tính ra là cái này 20 ngàn cộng. À. Thôi tạm được đi, nếu mà người ta giao đúng những cái loại mà mình thích đó, mình cần á, mình sưu tầm á thì cũng được đi, không đến nỗi ha. Nhưng mà cái vụ mà bọc đất này đúng là lần đầu tiên thấy luôn. Đó. Các bạn xem. Đây cái bịch gói mà có cả chữ hoa nữa bạn. Chữ của nước lệ nữa. Đó. Băng keo có chữ nước lệ luôn. Nè coi bữa trồng giả hạt bằng đất luôn. Đó. Quá siêu. Rồi mình sẽ mở thêm một khúc này nữa nha. Hàng chỉ cầm nó nặng nặng các bạn. Mình nhận hàng á mình thấy cái hộp giấy nó nhỏ xíu à. Thấy hộp giấy nhỏ xíu, không nghĩ là mấy cái chậu kia nó to vậy mà mình bỏ trong này được. Không ngờ luôn bọc đất kiểu này luôn. Thì một tay quay một tay gỡ nó hơi khó nha các bạn. Đây chúng ta coi ở trong này nó có cái gì. Rồi sau khi mình móc hết ra các bạn thì có một gốc nè, một gốc lên hai mầm non luôn, một mầm rất là to, một mầm rất là nhỏ hơn, mà cái này chắc không lên nổi rồi ha. Cái mầm nhỏ hơn chắc lên nổi, cái mầm to này có vẻ như không ổn cho lắm, thấy nó vẫn còn cứng chưa gãy rồi. Thì đa số là gói bằng cái gì đó giống như kiểu phân bò, mùn phân bò các bạn. Đó, đất mịn mịn nè đó. Mình không biết là cái cách gói này có giúp mà bảo vệ cái gốc hay không ha. Rất là lạ, lần đầu tiên thấy luôn. Còn cái này là rêu rừng nha các bạn. Đó, này rêu rừng luôn chứ không phải rêu dến chi lê đâu nha. Đó, cái này thì một cái mầm trâu rất là to luôn. Đó, mầm trâu rất là to. Đó. Còn ở đây thì đất sét đàng hoàng luôn. Đó, rất là độc luôn các bạn. Lần đầu tiên thấy đống đen kiểu này luôn á, chôn bằng nước sét luôn, không biết ở trong gốc nó bị gì không đó. Quá sốc rồi, mình bóp nó ra mà trời, không biết làm sao mà có thể mà bán hàng trên Facebook, bán lem trên Facebook đàng hoàng luôn á. Vài bữa nó nở ra ngọc thạch rồi ý thảo rồi hơi thu thu luôn á nè, thối mấy cái mầm nó ra to to là thối hết các bạn. Đây cái này gốc nhỏ xíu à, gốc nhỏ xíu mà cái thân thì to, nhìn giống như không phải giả hạt rồi, cái cây này không phải giả hạt rồi. Nhìn rất là kỳ nha. Rồi chờ hoa thôi. Rồi chúng ta sẽ chờ hoa thêm như thế nào, chứ còn đây thua thua rồi. Cũng may mà nó ra nụ các bạn, nó ra nụ chi chít luôn, vài bữa nữa nó sổ hoa nha. Rồi thôi vài bữa nữa sổ hoa chứ cái này mà trồng hả tới muôn đời luôn á, nói ở Sài Gòn này chứ nhiều khi nó không hợp khí hậu nó không ra hoa luôn á. Đó. Cái này thì giống như hàng nè. Rồi hôm nào mà nó nở hoa thì mình sẽ cập nhật lại cho các bạn nha.
Rồi chờ nở hoa mình sẽ cập nhật lại cho các bạn xem.